từ đây vào bên trong kia chúng ta phải đi vài bơi vài cây số. Nhưng bây giờ tôi có thể đứng ở đây vì là tôi không biết bơi nhưng tôi có xe chở vô. Là vì công lao của những người làm gì đó. Ồ, siêu xe à? Ở xứ này siêu xe bự lắm quý vị. Cát không à? Dạ. Ok. Vì nên nhớ một điều. Điều mà đơn giản nhất quý vị mà muốn tới được đây là cái công ty này. Hiện tại dịch vụ quá ok và giá là rẻ nhất. Nên nhớ một điều, dịch vụ chất lượng giống nhau nhưng giá rẻ nhất. Lý do tại sao tôi đi tới đây được là vì rẻ nhất. Hồi xưa bỏ 40 mấy triệu, 50 mấy triệu, bây giờ tôi bỏ có 20 mấy triệu tôi đi được tới đây rồi. Ôi trời ơi, cái công lao tôi ăn bánh mì 6 tháng mà bây giờ tôi được tới đây. Hồi tôi ngồi ngắm siêu xe và tối qua tôi ăn mì gói quý vị ạ. Ok, rồi tiếp tục Bunny. Bunny nói chơi vậy thôi nha, mì gói của tôi là cũng 10 đô một gói à. Dạ, tôi mua bên Hàn Quốc về. Dạ. Cho tôi tham gia với. Oh, ok, welcome. Ôi, oh, chào. Ôi, oh, một vị khách Việt Nam rất là đẹp trai. Những cái tướng tá và cái bụng này chúng ta biết là đại gia rồi. Ok. Anh thấy cái cảm giác của chúng ta khi trải nghiệm một cái bệnh biển đẹp trên thế giới này như nào? Rất là đẹp. Ở đây rõ ràng là công trình thứ hai trên thế giới về nhân tạo. 6 phần Lý Trường Thành. Wow. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Quá tuyệt vời. Mình nó thấy ở đây một, nó không phải là một công trình xây một cái gì đó, nó là tổng thể của một khu phức hợp gồm tất cả mọi cái mà chúng ta mà mình thấy ở đây là họ không có sử dụng những cái khối bê tông mà là đá. Đá. Họ gắp từng cục đá tất họ xếp lại như thế này. Là bằng đá. Chúng ta nên nhớ một điều nè. Khi là bằng đá là chúng ta sẽ có giá trị hơn. Tại Lý Trường Thành là bằng đá. Ở đây là bằng đá. Đúng. Đây có những cô gái Ấn Độ rất đẹp. Ăn oh. 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 Hi you. Oh, I'm 30 and you? I'm 5. Oh. Bà này chắc what bà, YouTube, what, bà này chắc người Campuchia rồi. What your name? Nó nói một tên tổ sống có chơi. Oh, không tục mấy Campuchia quý vị. Không tục nữa. Chính là nói tiếng Việt. Ôi đau lòng quá, chúng ta bây giờ nói tiếng Anh với con không à. Ôi một người Việt Nam nữa rất đẹp khi chúng ta qua đây. Chị cập nhật cái văn hóa của Ả Rập ở đây, Quấn Khanh. Nãy giờ tôi thấy như vậy thì tôi đoán chị Quấn Khanh không phải là để theo cái văn hóa mà chị thấy nắng quá thì quấn thôi. Ừ. Đúng rồi. Chị muốn đẹp hơn thì chị cởi khăn ra, chị có thể đẹp hơn. Rồi chúng ta ghi một chút xíu hình ảnh trong đây và chị có được nổi. Có nhiều cái giá chúng ta đang ở một cái clip chiều view mà chúng ta không thể biết được. Yeah. Nãy giờ nói chưa mệt hả Tùng? Để dành để cho chị nói Tùng. Chị tên là Mai. Ok chị Mai. Chị Mai bây giờ đang đứng cái bên một người ngậm ngãi nó không biết mệt nha quý vị nha. Giờ hiện tại chị Mai là bỏ đây chị bỏ cái chi phí qua đây đi tour là bao nhiêu tiền hả chị? Khoảng 24 triệu. Wow, 24 triệu bao nhiêu ngày chị? 6 ngày. Bao nhiêu quốc gia chị? Hai quốc gia. Quốc gia gì chị? Brunei. Wow. Brunei và qua Dubai. Hành trình hai quốc gia Hồi giáo giàu nhất trên thế giới 6 ngày. 24 triệu. Năm đêm. Chúng tôi không đếm đêm. Tại vì đêm chỉ hoạt động riêng, không liên quan với tôi. Nhưng mà tôi đếm ngày. Ngày là hoạt động chung. 6 ngày. 24 triệu. Tôi có thấy được những cái điều kỳ diệu nhất ở thế giới này. Hai quốc gia giàu nhất trên thế giới đang làm điều gì, đang tạo cái gì cho quốc gia của họ và no. Chúng ta đang trải nghiệm cái vấn đề gì. Tùng ơi, mày đặt câu hỏi cho chị đi Tùng ơi. Nãy mày nói mày đặt câu hỏi đi Tùng. Em đặt câu hỏi đó xong là em phải mệt đó. Cảm nhận của chị khi mà bây giờ ngày thứ mấy đi? Ngày thứ tư. Ồ, ngày thứ tư chị thấy ngày thứ tư ở đây thì giờ thì sao? Chị thấy ok không? Rất là ăn uống sao chị? Rất là đẹp và ăn uống cũng rất là ngon. Chị lên mấy cái chị thì trong cái phạm vi thôi nên chị không có lên căn dụng. Chị định lượng rất là ok. Chị ăn lấy vị thôi. Định lượng của chị về thức ăn và thực phẩm ok. Bởi vì sao mà có một cái người dáng đẹp như vậy mà có thể đứng ngoài đây nãy giờ để không có một hình. Lời theo kêu tha về nắng nóng à, không có hề, không hề. Không hề, không hề. Tại vì sao? Quan trọng. Tại vì chị được quý phí. Cái khăn. Dạ, có cái khăn đẹp. Vấn đề là có cái khăn. Cái khăn này giải quyết tất cả vấn đề về nắng nóng. Nên quý vị có thể thấy một điều là chị đó không bao giờ kêu ca về nắng nóng. Còn tôi thì đang kêu đây. Trời ơi, tôi còn mặc đồ đen nữa này nè. Đó, quý vị thấy không? Điều ngu nhất khi mà đi xứ sở này là mặc đồ đen. Mặc đồ đen. Tại sao người đàn bà ở xứ sở này mặc đồ đen? Bà ở đây hơi ngu. Nhưng mà tại sao? Tại sao ngu? Người ta nói đây không phải tại mặc đồ đen. Tại vì là đàn ông ở đây có thể cưới 4 vợ. Nhưng mà khi mà tôi theo dõi và tôi tìm hiểu về